Đây là cái series video bao gồm hai phần nha. Trong quá trình đại tu lại con Chevrolet Colorado hoặc là Trailblazer, nó giống hệt nhau hết. Trong phần 1 này thì mình sẽ đề cập đến cái công tác gia công cơ khí chính xác. Phần 2 sẽ là lắp ráp và nghiệm thu. Chiếc Trailblazer đến mình với tình trạng là hở bạc cực kỳ nặng nha. Gần như máy đời không nổ. Áp lực buồng đốt không có nên nó nổ không nổi các bạn, là do hở bạc. Xe đã được đại tu trước đó một hai lần rồi, nên cái quá trình đại tu lần này nó cũng khó khăn á. Cái động cơ nó cũng nhão rồi. Đầu tiên vô mình sẽ phá lồng xi lanh để tiến hành đóng cái lồng xi lanh mới vào. Xe máy dầu thường thường không có lên cost piston, mà mỗi lần đại tu thì mình sẽ đóng sơ mi mới. Nó khác với máy xăng nha các bạn, đa phần máy xăng là nó cost piston đầy đủ. Nhìn chung về cấu tạo của lốc máy này thì mình thấy là rất là cứng cáp nha, thuộc dạng những cái lốc máy cứng cáp nhất mà mình từng thấy. Anh em nào chạy Colorado cho mình xin cái ý kiến coi, coi cái độ bền của nó như thế nào, chứ nhìn bằng mắt thì mình thấy nó rất là cứng cáp. Sau khi lồng xi lanh cũ được phá rồi thì mình sẽ tiến hành gia công cái lồng xi lanh mới. Trước khi đóng vào thì cũng phải đo đạc kỹ lưỡng nha, lỡ mà nó lỏng quá hoặc nó chặt quá là cũng hơi phiền. Cái công tác đóng lồng xi lanh mình không có quay. Bây giờ mình nhảy luôn tới cái bước đó là mình phay mặt. Lồng mới được đóng vô rồi, đã được do ra lại rồi thì bây giờ mình tiến hành phay mặt. Phay mặt hoàn thiện xong thì mình mới chuyển qua mình mài. Và cái vấn đề phay mặt nó sẽ ảnh hưởng tới tỷ số nén này nọ. Đương nhiên là có nha. Nhưng mà đối với máy dầu thì mình có cách canh cái tỷ số này hết nha. Mình canh theo độ dày của Ron Wheelers. Và trong hãng nó cứ hướng dẫn canh cái này rõ ràng lắm nha. Cứ làm theo đúng hướng dẫn của hãng là ok. Bước kế tiếp mình sẽ làm mài hoàn thiện lồng xi lanh. Hồi nãy doa chưa có chính xác lắm, mài nó mới chính xác tuyệt đối. Với lại công tác mài lồng nó sẽ tạo cái vết xước mắc cáo ở trên cái thành lồng xi lanh á. Những cái vết xước này rất quan trọng trong cái việc là giữ lại cái nhớt nuôi piston nha, bôi trơn cho thành piston với bạc sắt măng. Phần đầu culasse của xe này thì nó còn rất ổn, mặc dù đại tu là nhiều lần rồi nhưng mà nó còn ổn, nên mình không có làm gì khác ngoài cái chuyện vệ sinh và phay phẳng lại cái mặt đầu culasse, rà lại các miệng súp bắp này nọ là đã hoàn thiện và sẵn sàng cho công tác lắp ráp.